Bởi vì nhìn thấy bạn trẻ quá. Đúng sở thích mà. Đúng gu Ly ơi, đúng gu. Bất ngờ quá nên không biết nói gì. không nghĩ là 96. Nhìn bạn mình nghĩ là bạn mới độ khoảng 98 thôi ấy. Bởi vì trông bạn giao diện trẻ quá. Giao gì? Như hệ điều hành hệ điều hành 90. Nếu như mà bạn trưởng thành được như bạn nói thì bọn mình có thể cho nhau cơ hội. Trước tiên là bạn đã. Rồi nếu mà hợp thì sẽ tiến tới cái gì đó sau. Chắc chắn rồi. Để mà kể cả đi được với nhau đến mãi sau này ấy, thì mình vẫn phải là bạn, mình phải là tri kỷ. Chứ còn người yêu thôi chưa đủ. Hay quá, trưởng thành quá mà, người ta trưởng thành đó. Đã trưởng thành rồi. Đúng. Nếu cùng nhau đi học thêm một bộ môn nghệ thuật, các bạn sẽ cùng học môn gì? 3, 2. Đáp án bất ngờ đây này. Nào, hãy cùng xem họ sẽ đưa ra đáp án là gì, xin mời. Nhảy hip hop ạ. Hay quá. Này em ơi, em phải nhớ nhá, một cô gái trông thì hiền lành nhưng bên trong là rất thích một sự nổi loạn nào đó, thích sự quyết đoán nào đó, thích sự mạnh mẽ nào đó của một người đàn ông. Vẽ cũng rất là tinh tế và sâu lắng. Nhưng em phải nhớ nhu cầu của bên này là gì nhá. Để hip hop nhá, mà sở trường của Thảo Ly đấy là quay đầu đấy em ạ. Em có sẵn sàng để học hip hop không? Có, quan trọng là dám đi học cùng bạn. À đúng rồi. Anh nói một thông tin cho Thắng biết. Theo anh được biết là Ly đã từng đi học sexy dance. Tí nữa Ly sẽ ra ôm cái cột đèn kia và sẽ nhảy cho em xem biết thế nào là Ly. Đấy. Em thấy môn sexy dance thế nào? Em thấy năng động, với cả em thấy cũng khá là giống với tính cách của em. Giống ở cái đoạn năng động. À ừ, thì ai nói gì đâu. Có sẵn sàng đi học sexy dance không Thắng? Có nhỉ. Cái này ấy, nếu như Ly muốn em chở Ly đi. À, chở Ly đi à? Rồi, ok. Thế thì có cho bấm không? Có cho điểm không? Vẽ và hip hop nó khác hẳn nhau đấy. Cho thế nào được ạ? Thì nó kỳ quá không? Vâng, ai làm thế? Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Mùa đẹp nhất theo các bạn để hẹn hò là mùa nào? Đã yêu rồi thì mùa mưa bão nó cũng đẹp nữa. Ngày xưa tôi cũng hỏi vợ tôi câu này, vợ tôi trả lời là mùa lũ đấy. Nói chung là hẹn thì mùa nào cũng có cái hay. Hương mùa hè, chuyện tình mùa thu, bản tình ca mùa đông. Em ơi mùa xuân đến đó. Nào, 3, 2, 1, xin mời. Mời. Thu hè, đấy. Đấy, hè thu bên này là hè gì thu ạ? Mà. Bên đây là thu luôn, quyết đoán à. Thu à? Thu. Mùa hè mình có thể đi biển mà. Tại vì đây là câu hỏi là mùa đẹp nhất ạ. Còn nếu mà mùa hẹn hò thì cả bốn mùa. Đúng rồi. Hay, đúng rồi. Tại sao em lại thích mùa thu, Thắng? Mùa thu thì tiết trời nó ôn hòa, dễ chịu, nó mát mẻ. Và thật sự thì nếu mà đi biển mùa thu thì cũng là một trải nghiệm thú vị. Mùa hè thì thường du lịch đông. Đắt. Đắt. Dịch vụ kém. Nhà em có gần Sầm Sơn không? Ở nhà em cách Sầm Sơn tầm 50 cây. Em thích lượn đường mùa thu bởi vì em thích cái kiểu cách mà ngắm lá nó rơi. Đường thành ấy anh. Em thích đi mùa thu đi cái đường đấy. Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu. Vâng, cảm giác nó yên bình. Nguyễn Du. Trong trẻ. Đúng rồi, lại còn hoa sữa nữa. Hoa hay. Thôi mình đừng nghĩ đến mùa thu nữa. Vừa rồi là bấm đèn được rồi đấy. Dạ đúng rồi, bấm chứ. Đây, tù bấm cho em đi. Nếu gặp nhau lần đầu tiên mà được cho phép từ đối phương, các bạn sẽ muốn ôm, nắm tay hay hôn chán? Cào nghe này ngưỡng hết cả người. Ôm, nắm tay hay hôn chán? Được không anh? À, tùy thôi, sẽ được không anh? Và 2, 3, mời đáp án, Thuận Tú. Không làm gì ạ. À, bên kia. Bên đây phải làm chứ. Đúng rồi. Đúng. Đã được cho phép rồi mà. Đó ôm. Là ôm. 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 Quyết đoán đi em ạ. Đúng rồi đấy. Đã cho phép tại sao mình lại không ôm? Một cái ôm chân thành hơn cả nghìn lời nói em chưa hiểu đâu. Có thể sau hôm nay em sẽ được nhận. Rồi. Rồi tôi nghĩ là
cho điểm được ạ. Thực ra bạn ấy làm đúng bởi vì cho nên này, vẫn cho điểm. Bởi vì bạn ấy là phụ nữ, bạn ấy không làm gì là đúng. Đúng rồi. Còn anh ủng hộ cái ôm và cái ôm của em là bên này đồng ý cơ mà. Bấm thôi. Nếu như hai bạn cùng nấu cho nhau một bữa cơm, vậy thì ai sẽ là người nấu cơm và ai là người rửa bát? Mời nhà trai trước nào. Nhà trai rửa bát ạ. Nhà trai rửa bát, nhà gái nấu cơm. Còn bên này? Nữ nấu, nam rửa. Ồ, tốt quá rồi. Bấm liền, giá đạo ôm hoàng ngay lập tức. Đúng rồi. Này, bây giờ là... không cho em hỏi Thảo Ly là Ly hay biết nấu món gì? Em ạ? Em món gì em cũng nấu. Ví dụ món gì mà em nấu ngon nhất đi chứ. Quảng cáo thử xem bên thắng cho bên kia có rửa nổi cái bát hay không. Thịt rang cháy cạnh. Hay đấy. Thắng thích ăn thịt rang cháy cạnh. Thắng ơi. Có anh ơi, món tủ của em ạ. Ok. Với cả em có một cái suy nghĩ đó là sau này chắc chắn em sẽ rửa bát để thành chồng. Rửa bát để thành một người chồng và rửa bát để thành chồng lên như thế này. Câu cuối đây liên quan đến chồng đây, liên quan đến vợ luôn đây. Nếu chụp ảnh cưới, các bạn thích chụp ngoài trời hay trong studio? Nào mời Thắng. Ngoài trời. Ngoài trời. Ngoài trời. Cho nó thoáng. Ngoài trời vào mùa thu. Đúng rồi. Nào. Bên này ngược nhé. Studio. Cho nó mát và đỡ nắng. Cho nó mát đúng không? Thắng cứ ra ngoài trời chụp, còn Thảo Ly cứ ở trong nhà chụp. Mình chụp trong kiểu phơi tham. Như anh Tú nói đấy ạ, là vừa nặng vừa mệt. Em nghe các bạn có kinh nghiệm là xách theo cái váy là rất là nặng. Và em cũng khá là lười. Nên là thôi mình chụp xong studio nó vừa đơn giản, tiết kiệm chi phí. Với cả chụp đơn giản thì nó sẽ lưu giữ được rất là lâu. Đúng rồi, nó không bị lỗi mốt. Đúng rồi, đúng không? Kiểu như vậy. Vâng. Nào, em nghe nhà trai thuyết phục tại sao phải chụp ngoài trời này. Ở ngoài trời thì nó sẽ có nhiều cái concept nó đa dạng hơn. Và thời gian nếu một cái vấn đề mà ôm váy là em ôm hộ luôn. Cho nên là đó cũng không phải là vấn đề. Với kinh nghiệm đã cưới rồi. Đầu tư hai bộ album trong nhà, ngoài trời em có đồng ý không? Được. Em đồng ý thì nếu em đồng ý thì anh đồng ý cho bọn em bấm đèn. Bấm đi. Quá hợp lý còn gì nữa. Đúng rồi. Đúng không? Đấy. Yêu nhau đôi khi là sự đồng điệu nhưng đôi khi cũng là sự đối lập. Cộng lại nó sẽ tạo ra một cái thể hoàn chỉnh. Thì các em là như vậy. Nhìn lên trên bảng đèn trạm thì đã thấy có 8 đèn được sáng. Chúng ta chỉ còn 2 đèn nữa thôi. Nên chúng tôi mời hai bạn đến với thử thách thứ hai. Cố lên nào. Bây giờ anh sẽ để cho Thắng ném trước. Nào. 1 giờ, 1 rưỡi, 2 giờ em ném hướng nào cũng cao. Không được rồi. Nào xin mời. Em cố gắng ném mạnh vào. Như ôi rồi. Thắng về phía trước. Gần được rồi. Trúng rồi nhưng mà chưa đổ. Nào mời Ly. Em ném thấp hơn chút. Ấy gần được rồi mà chưa đổ. Mạnh hơn. Đây. Wow. Đổ rồi. Tôi sẽ xem. Đổ rồi. Bình tĩnh. Bạn vừa ném tảng băng đơn giản. Nó là con người em. Từ trước đến nay về cái cách sống, lối suy nghĩ, kể cả cách ăn mặc thì em luôn hướng đến những điều rất là đơn giản. Đôi khi là đơn giản quá. Ví dụ là nếu mà có một mối quan hệ với Ly, em sẽ cố gắng có thể bớt đơn giản lại để có thể cùng Ly có nhiều thêm nữa những trải nghiệm thú vị cùng nhau. Vậy là Thắng đã ném đổ tảng băng đơn điệu. Còn bên này là... Ôi dồi ôi, chắc là giống mẹ đây. Em thì trước thì em là một người khá là nóng tính. Nói chung là nóng tính và bục chộp. Nếu như mà có cái vấn đề gì là em sẽ kiểu phừng phừng luôn. Em sẽ tung hê đối đáp lại luôn. Nhưng mà hiện tại thì em cũng đã sửa được một chút cái tính nóng đấy. Khi mà nóng lên thì em sẽ hít thở và em sẽ suy nghĩ là có nên nóng hay không. Kiềm chế cơn giận của mình, đó cũng là một trong những dấu hiệu của sự trưởng thành trong cuộc sống đấy. Với việc mà ném đổ hai tảng băng này là các em đã có đủ đèn rồi. Nhưng bây giờ các em vẫn còn bóng, vậy thì cứ ném tiếp đi nào. Đây cũng đổ rồi. Với việc ném đổ hai tảng băng đơn giản và nóng tính, chiếc đèn của Thắng và Ly đã chạm được đến nhau. Nhưng để thực sự hiểu nhau hơn, họ vẫn tiếp tục cố gắng ném đổ những tảng băng còn lại và thành thật chia sẻ câu chuyện sau mỗi tảng băng ấy của chính mình.
tảng băng vừa đổ, đó chính là nhạy cảm. Được rồi, hay quá. Vậy là Thắng đã phá đủ 3 tảng băng rồi. Tảng băng cuối cùng đó là lụy tình. Em nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Cái từ thực tế thì có lẽ là nó xuất phát từ em thôi. Về câu chuyện em chia tay bạn gái cũ do nhà xa, cô ấy không muốn cưới xa. Sau khi phá vỡ 3 tảng băng tình yêu và chia sẻ được thành lời những tâm tư trong lòng, hy vọng Thắng và Ly đã thật sự hiểu hơn về đối phương của mình. Anh thích cô bạn gái như em, anh bị thu hút bởi giọng nói, và giọng nói của em thật sự rất ngọt ngào. Khi mà yêu một ai là em sẽ tập trung rất là nhiều vào người đấy. Nếu mà vấn đề có bị làm sao là em sẽ suy sụp. Hãy cho nhau thời gian để cùng học cách yêu, kể nhau những buồn vui, mình cùng đi qua tháng năm. Đời có bao lâu để tiến, chân thành từng phút giây được bên nhau. Điều quý giá trong cuộc đời là khoảnh khắc mình đã gặp nhau. Xinh chưa? Thật sự thì cái việc gặp được Ly nó chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Mình tin rằng là trên đời này cái gì cũng có lý do của nó ấy, kiểu không có hạt mưa nào rơi nhầm chỗ ấy. Và thật sự hôm nay gặp được Ly đã là một điều khó rồi. Cho nên chắc chắn mình sẽ không bao giờ chơi trò trốn tìm với Ly đâu. Bởi vì là tìm được một người giống Ly chắc chắn là điều không thể. Hay quá, ngọt ngào quá. Thật sự là bất ngờ vì nhìn thấy bạn trẻ quá. Đúng sở thích mà. Đúng gu Ly ơi, đúng gu. Bất ngờ quá nên không biết nói gì. Không nghĩ là 96. Nhìn bạn mình nghĩ là bạn mới độ khoảng 98 thôi ấy. Bởi vì trông bạn giao diện trẻ quá. Giao gì? Như hệ điều hành, hệ điều hành 90. Nếu như mà bạn trưởng thành được như bạn nói thì bọn mình có thể cho nhau cơ hội. Trước tiên là bạn đã. Rồi nếu mà hợp thì sẽ tiến tới cái gì đó sau. Chắc chắn rồi. Để mà kể cả đi được với nhau đến mãi sau này ấy, thì mình vẫn phải là bạn, mình phải là tri kỷ. Chứ còn người yêu thôi chưa đủ. Hay quá. Thẳng quá mà, người ta trưởng thành đó. Đã trưởng thành rồi. Đúng, phải quyết đoán như thế. Anh cảm ơn hai em đã đến đây đặt niềm tin vào chương trình. Bây giờ là thời gian dành cho hai em về với căn phòng của mình để đưa ra quyết định các em sẽ dành cho nhau cơ hội bằng tấm thiệp màu đỏ hay chỉ coi nhau là bạn bằng tấm thiệp màu xanh. Giây phút cuối cùng cũng đã tới. Giây phút mà chúng ta sẽ cùng xem hai nhân vật sẽ dành cho nhau tấm thiệp màu gì và dành cho nhau cơ hội ra sao trong chặng đường sắp tới. Và tôi xin được mời tấm thiệp của nhà trai trước đi ạ. Dạ. Đây là một tấm thiệp cầm lên khá nặng mọi người. Nặng tình á. Cái mối bận tâm của người ta nó không dành cho mình. Là mình cảm thấy mình bị tổn thương. Thì em có một cái niềm hạnh phúc là khi bạn ấy hạnh phúc thì em hạnh phúc. Trời ơi. Màu đỏ. Màu đỏ mà nhiều chữ lắm luôn. Nhiều chữ à? Đúng rồi. Chờ một chút đi. Rồi, trước khi chúng ta biết tấm thiệp bên kia ghi gì thì chúng ta hãy cùng xem tấm thiệp bên này màu gì đã. Nếu như mà bạn trưởng thành được như bạn nói thì bọn mình có thể cho nhau cơ hội. Để mà kể cả đi được với nhau đến mãi sau này ấy, thì mình vẫn phải là bạn, mình phải là tri kỷ. Chứ còn người yêu thôi chưa đủ. Okay. Hình như bạn ấy còn hơi bướng. Rất bướng và cần người để sửa cái bướng này. Phá băng thêm một lần nữa. Phải phá băng thêm lần nữa. Màu xanh. Như vậy là bạn Ly đã để vào tấm thiệp màu xanh. Nó có nghĩa rằng
sẽ chỉ coi bạn Thắng là bạn, nhưng không có nghĩa là không cho bạn Thắng cơ hội để tìm hiểu. Có đúng không Ly? Đúng ạ. Rồi, vậy thì đừng bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Đúng rồi. Nào bây giờ sẽ là những lời được viết trong tấm thiệp màu đỏ. Thân gửi Thảo Ly, trước tiên cảm ơn Ly về món quà rất ý nghĩa và tuyệt vời. Được nghe những câu chuyện Ly chia sẻ, thật sự mình thấy rất đồng cảm. Hy vọng chúng ta có thêm nhiều cơ hội hơn nữa để hiểu thêm về nhau. Trời, người ta đang hy vọng tràn trề đó nha. Mình luôn tin rằng muốn xây lâu đài cho công chúa, tôi tự biết ai là công chúa rồi, phải bắt đầu bằng chân thành. Dù Ly mong muốn một người đàn ông quyết đoán nhưng tâm lý và quan tâm bạn gái vẫn là điều Thắng để ý hơn. Hẹn gặp Ly, dấu chấm cảm. Rồi, bây giờ sẽ là những lời trong tấm thiệp màu xanh. Màu xanh làm anh màu xanh, nhưng mà con người ta ghi cái gì nữa em? Màu xanh thì màu xanh hy vọng anh. À đúng, 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 đúng. Mình gặp nhau là duyên rồi, nhưng chị nghĩ chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Hãy cho nhau cơ hội làm bạn đã nha. Và một trái tim nữa nhé. Ở bên cạnh đấy là đã nha, là một trái tim nhé. Đấy. Cảm ơn em vì món quà hi hi. Đấy, tôi đọc đúng như thế nhé. Tại sao đến bây giờ rồi vẫn xưng chị? À chào Ly. Thì kém một tuổi thì là em nữa ạ. Kém lúc, nửa tuổi cũng là em. Lúc trước người yêu em kém em một tuổi em gọi bằng gì? Trong là chuyện em tình cảm. À. Hai người yêu nhau cũng gọi bằng ban em. Ban đầu sẽ là em. À. Phải yêu còn nhau thì mới là anh chứ anh. À. Thôi thì cái gì đúng theo quy luật mình cứ đặt đúng nó về vị trí là như vậy. Em có thời gian để chinh phục, để phá băng, để mang lại cho mình cơ hội nhận được thiệp xanh. Lúc này em nghĩ gì Thắng? Có lẽ là em cũng hơi buồn một chút. Tuy nhiên thì em nhận ra được là trong những lời mà chị Ly, đúng rồi, chị Ly viết thì vẫn đang còn hy vọng cho em. Và chắc chắn là chị nói là mình cần làm bạn trước, và em hoàn toàn ủng hộ cái điều này. Như thế thì em vẫn có cơ hội. Chính xác là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy gửi những tấm thiệp màu xanh và màu đỏ cho nhau để làm kỷ niệm. Biết đâu đấy sau này sẽ có người phải tự thay đổi màu của nó. Đúng. Thưa quý vị, dù trao cho nhau những tấm thiệp không cùng màu,